Ủa? Namaste. Ủa anh có quen em không? Bye bye anh. Lên đoạn đi. Hello Lê Thụy. Hello anh. Đây anh thấy là em cũng có một cái phản ứng về những việc là có một số những cái comment về bản thân em, body shaming. Không phải gần đây đâu, trước giờ là vậy rồi. Cái lớp cá ở trên nó rất là ngon, nó rất là béo. Ngon quá chủ quán. Uống một miếng bia bên mình mới biết. Vô. Thật sự quá. Ủa cái này ngon thiệt. Nó béo ngậy như thế nào. Nó khác với cái bánh truffle đen. Đúng rồi, nó không có cái vị nhẵn nhẵn của truffle đen. Truffle đen nó hơi mặn. Lại cái truffle đen thử đi, có cái so sánh sự khác biệt. Ồ. Đúng không? Dớt. Dạ. Ado. Hãy đăng ký Dustin on the Go để thưởng thức các chương trình mới nhất và nghe lại tại các nền tảng podcast.